Quyển 5, thứ 3, có tầm có tứ địa, thứ 4, không tầm chỉ có tứ địa, thứ 5, không tầm không tứ địa, phần 2. Lại nữa, ở sắc giới chư thiên sanh, sơ tịnh lự địa, thọ ly sanh hỷ lạc, chư thiên sanh đệ nhị tịnh lự địa, thọ định sanh hỷ lạc, chư thiên sanh đệ tam tịnh lự địa, thọ ly hỷ diệu lạc, chư thiên sanh đệ tứ tịnh lự địa, thọ xả niệm tịnh lạc, tịch tĩnh vô động, chư thiên sanh vô sắc giới thọ lạc cực tịch tĩnh giải thoát. Lại có sáu chủng thủ thắng, nên có khổ vui thủ thắng: một, hình dáng kích thước thủ thắng; hai, nhu nhuyến thủ thắng; ba, duyên thủ thắng; bốn, thời thủ thắng; năm, tâm thủ thắng; sáu, sở y thủ thắng. Vì cớ sao? Như như kích thước thân dần dần tăng rộng lớn, như vậy như vậy khổ chuyển thủ thắng; như như chỗ nương tựa dần dần nhu nhuyến, như vậy khổ chuyển thủ thắng; như như duyên khổ dần dần hưng thạnh mạnh mẽ, có nhiều sai biệt như vậy khổ chuyển thủ thắng; như như thời phần dần dần lâu dài không gián đoạn, như vậy khổ chuyển thủ thắng; như như nội tâm không lực chọn lựa phân biệt dần dần tăng rộng, như vậy khổ chuyển thủ thắng; như như sở y khí cụ của khổ dần dần tăng thêm, như vậy khổ chuyển thủ thắng; như nghĩa khổ tăng thêm mạnh mẽ như vậy thì nghĩa lạc tăng thêm mạnh mẽ. Tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Lại nữa, vui có hai chủng: một, vui do phi thánh tài sanh; hai, vui do thánh tài sanh. Vui do phi thánh tài sanh là vui do bốn chủng làm duyên nên được sanh: một, vật dụng đẹp ý; hai, vật dụng do thân gây ra; ba, vật dụng tốt lành; bốn, vật dụng giữ gìn. Vật dụng đẹp ý là xe cổ, áo quần, các thứ trang sức, ca vũ, múa hát, hương xoa, hoa cải đầu, trùng trùng chân bảo thượng diệu, nhạc cụ, ánh sáng diệu chiếu, tôi tớ, nam nữ, vô lượng kho tàng. Vật dụng do thân gây ra là các việc không suy nghĩ như đánh đập, đạp ném, xóa ấn. Vật dụng tốt lành là những vật như cỏ kiết tường, quả tần loa, vỏ ốc đầy vỏ. Vật dụng giữ gìn là việc ăn uống. Vui do thánh tài sanh là vui do bảy thánh tài làm duyên khiến sanh. Những gì là bảy? Một, tín; hai, giới; ba, tàm; bốn, quý; năm, văn; sáu, xà; bảy, tuệ. Lại nữa, các loại vui sanh khởi khác nhau do 15 chủng tướng thánh tài và phi thánh tài. Những gì là 15? Một, phi thánh tài sanh vui hay khởi ác hạnh, thánh tài sanh vui hay sanh diệu hạnh. Hai, phi thánh tài sanh vui là hỷ lạc có tội, thánh tài sanh vui là hỷ lạc vô tội. Ba, phi thánh tài sanh vui là chỗ nương nhỏ bé không trải khắp, thánh tài sanh vui là chỗ nương rộng lớn trải khắp. Bốn, phi thánh tài sanh vui không phải lúc nào cũng có do nương ngoại duyên, thánh tài sanh vui có ở tất cả thời do nương nội duyên. Năm, phi thánh tài sanh vui không có ở tất cả địa, chỉ có ở dục giới, thánh tài sanh vui có ở tất cả địa, thông suốt hệ thuộc và không hệ thuộc ba cõi. Sáu, phi thánh tài sanh vui không thể dẫn phát thánh tài và phi thánh tài ở đời sau, thánh tài sanh vui năng dẫn phát thánh tài và phi thánh tài ở đời sau. Bảy, phi thánh tài sanh vui khi thọ dụng có biên bờ, có tận kết, thánh tài sanh vui khi thọ dụng càng thêm sung mãn, tăng trưởng rộng lớn. Tám, phi thánh tài sanh vui bị người khác cướp đoạt, hoặc giặc, hoặc vua, hoặc oán địch, hoặc nước lửa, thánh tài sanh vui không thể bị xâm đoạt. 9. Phi thánh tài sanh vui không thể giữ gìn từ đời này đến đời sau, thánh tài sanh vui năng giữ gìn từ đời này đến đời sau. 10. Phi thánh tài sanh vui khi thọ dụng không khiến đầy đủ sung mãn, thánh tài sanh vui khi thọ dụng thì rốt ráo sung mãn. 11. Phi thánh tài sanh vui có sợ hãi về làm nơi nương tựa, vừa sợ hãi đối với sanh đời sau, thánh tài sanh vui không sợ hãi. 12. Phi thánh tài sanh vui có oán đối vì là nơi nương tựa của đấu tranh kiện tụng vây bùa, thánh tài sanh vui không oán đối. 13. Phi thánh tài sanh vui có tài hoại vì là nơi nương tựa của lão bệnh tử, thánh tài sanh vui không tài hoại. 14. Phi thánh tài sanh vui có thiêu não vì tánh vui đây không chân thật, như ung, như tên độc, như bệnh, là nơi nương tựa của hy vọng điên đảo, là nơi nương tựa của trùng trùng nhiệt não, sầu than yêu khổ, thánh tài sanh vui không có nhiệt não. 15. Phi thánh tài sanh vui không thể đoạn khổ lớn đời sau vì không thể đoạn tham sân, vốn nương theo hai lậu hoặc, thánh tài sanh vui năng đoạn khổ lớn đời sau. Lại nữa, kẻ thọ dục bên ngoài thì thọ dụng dục trần, bậc thánh ngoại mạng thì thọ dụng chánh pháp. Do năm chủng tướng nên hai loại thọ dụng đây có sự sai khác, cũng do đây nên nói với bậc thánh ngoại mạng lấy ngoại mạng thanh tịnh vô thượng làm sự sống của mình. Những gì là năm? Một, bậc thọ dụng chánh pháp không nhiễm ô.
2. Bậc thọ dụng chánh pháp cực cứu cánh. 3. Bậc thọ dụng chánh pháp xác quyết một hướng. 4. Bậc thọ dụng chánh pháp không cùng chung với các bậc huệ mạng khác. 5. Bậc thọ dụng chánh pháp có lạc chân thật, hạng phục ma oán. Trong đây kẻ thọ dụng các dục sở hữu dục lạc đều thuận theo xứ hỷ nên tham ái phát sanh, thuận theo xứ ưu nên sân khỏe phát sanh, thuận theo xứ xả nên xả không phân biệt chọn lựa phát sanh. Bậc thánh huệ mạng thọ dụng chánh pháp thì không như vậy. Lại từ xưa đến nay các kẻ vui thích thọ dụng dục trần mê mải theo đó mà không hay biết là vô thường, nên bỏ dục trần này lại lấy dục trần khác hoặc có lúc chẳng được gì. Bậc thánh huệ mạng thọ dụng chánh pháp thì không như vậy. Lại đang lúc thọ dụng kẻ kia đối với các dục hoặc có lúc khởi hỷ ái hoặc có lúc khởi ưu huệ, lại dục kia cũng có lúc sanh hỷ có lúc sanh ưu. Bậc thánh huệ mạng thọ dụng chánh pháp thì không như vậy. Lại các kẻ ly dục chưa có huệ mạng đối với trùng trùng kiến thú tự khởi phân biệt tà thắng dài, nơi tầm mạnh mẽ chấp trước trùng trùng hằng triền truyền theo đuổi dục nhiễm, tuy đã lìa dục mà lại hoàn thối thất khỏi dục trở lại. Bậc thánh huệ mạng thọ dụng chánh pháp thì không như vậy. Lại kẻ thọ dục và người ly dục thế gian sở hữu dục lạc và lìa dục lạc đều chẳng phải chân thật, đều là chỗ triền truyền theo đuổi của ma oán, như huyễn, như tiếng vang, như bóng, như ánh nắng, như chiêm bao, như huyễn thuật làm ra các đồ trang sức. Bậc thánh huệ mạng thọ dụng chánh pháp thì không như vậy. Lại kẻ ngu phu tham đắm vui các thọ dục và các kẻ đã ly dục thế gian phàm chỗ thọ dụng giống như điên cuồng, như sai loạn, chưa thể chế ngự quân ma mà có thọ dụng, nên vui kia chẳng phải là chân thật, cũng không chế ngự được các việc ma. Bậc thánh huệ mạng thọ dụng chánh pháp thì không như vậy. Lại nữa, thần mà hữu tình ba cõi nương tựa đây phải quán nó như thế nào? Như ung nhọt nóng độc đang trương cứng ở thân này khi thọ vui sanh phải quán nó như thế nào? Như ung nhọt nóng độc tạm thời được tiếp xúc lạnh ở thân này khi thọ khổ sanh phải quán nó thế nào? Như ung nhọt nóng độc tiếp xúc phải than nóng ở thân này khi thọ không khổ không vui sanh phải quán như thế nào? Như ung nhọt lìa hai tiếp xúc của lạnh nóng hiện diện ngay tự tánh nóng độc vốn sẵn có. Cho nên Đức Bạc Giả Phạm thuyết nên biết thọ vui do hoại khổ nên khổ, thọ khổ do khổ khổ nên khổ, thọ không khổ không vui do hành khổ nên khổ. Lại thuyết có hỷ có vị ái, có hỷ lìa vị ái, có hỷ thù thắng lìa vị ái, hết thành đoạn như vậy như kinh đã rộng thuyết, nên biết thuộc hai giới là giới đoạn nhiếp và giới chẳng phải đoạn nhiếp. Lại Đức Bạc Giả Phạm kiến lập lạc của diệt thọ tưởng là đệ nhất trong các lạc, đây căn cứ vào trụ lạc chẳng gọi là thọ vui. Lại thuyết có ba chủng lạc, đó là lạc lìa dục tham, lạc lìa dục sân và lạc lìa dục si. Ba chủng lạc đây chỉ trong vô lậu giới mới có được, cho nên lạc đây gọi là thưởng lạc, nhiếp thuộc vô lậu giới. B. Thọ dụng ăn uống, đó là các hữu tình trong ba cõi đã sanh, sẽ sanh nhờ thọ dụng ăn uống mà thọ mạng được tồn tại. Trong đây nên biết nhờ ba chủng thực là xúc, ý tư và thức mà tất cả hữu tình trong ba cõi thọ mạng được sống còn. Riêng một chủng đoạn thực khiến hữu tình ở dục giới thọ mạng được sống còn. Lại hữu tình thọ sanh ở địa ngục thì có đoạn thực vi tế, đó là trong tạng phủ có gió thổi vi tế, do nhân duyên đây hữu tình kia được sống lâu. Lại trong ngạ quỷ bằng sanh vào người thì có đoạn thực thô, tức là cắt phân thành từng đoạn mà ăn. Lại có thực vi tế, đó là hữu tình trụ ở các giai đoạn như Yết La Lam và chư thiên dục giới, các hữu tình kia khi ăn, thức ăn chảy vào tất cả chi tiết trong thân rồi dần tiêu hóa, do đây không có phần dơ tiết ra ngoài. C. Thọ dụng dâm dục. Trong các địa ngục hữu tình đều không có sự dâm. Vì cớ sao? Do hữu tình kia trưởng thời, không gián đoạn thọ trùng trùng khổ khốc liệt, cho nên nam đối với nữ chẳng khỏi mong muốn, hoặc nữ đối với nam chẳng khỏi mong muốn hạ uống cùng nhau giao hội. Ở trong quỷ, bàng sanh vào người, nương thần này thọ các tướng khổ vui lẫn tạp nên có dâm dục, nam nữ giao hội với nhau nên bất tịnh chảy ra. Chư thiên ở dục giới hành dâm dục không có bất tịnh, nhưng ở căn môn có hơi gió thoát ra, phiền não liền dứt. Trời tứ đại vương chúng thì cùng nhau giao hội, nhiệt não mới dứt. Như trời tứ đại vương chúng thì trời tam thập tam cũng vậy. Trời thời phân gặp gỡ ôm nhau, nhiệt não liền dứt. Trời tri túc nắm tay nhau, nhiệt não liền dứt. Trời hóa lạc quay nhìn mà cười, nhiệt não liền dứt. Trời tha hóa tự tại, mắt ngắm nhìn nhau, nhiệt não liền dứt.
Lại người ở Ba Châu là Nam Thiệm Bộ, Tây Ngưu Hóa, Đông Thắng Thần, Nhiếp Thọ Thế Thiếp, kiến lập tục cưới vợ gả chồng. Người ở Bắc Câu Lô Châu không có Ngã Sở và không có Nhiếp Thọ, nên hữu tình ở châu này không Nhiếp Thọ Thế Thiếp, cũng không dựng vợ gả chồng. Như người ở Ba Châu thì đại lực quỷ và chư thiên dục giới cũng vậy, chỉ trừ trời Hóa Lạc và trời Tha Hóa Tự Tại. Lại tất cả chư thiên dục giới không nhập thai tạng về nữ, như trời tứ đại vương chúng hoặc ở trên vai cha mẹ, hoặc ở trong lồng ngực như đứa trẻ 5 tuổi bỗng nhiên hóa hiện ra. Trời tam thập tam như đứa trẻ 6 tuổi, trời thời phân như đứa trẻ 7 tuổi, trời trí túc như đứa trẻ 8 tuổi, trời hóa lạc như đứa trẻ 9 tuổi, trời tha hóa tự tại như đứa trẻ 10 tuổi. 6. Sanh kiến lập giới. Đó là ba chủng dục sanh, hoặc có chúng sanh hiện hưởng dục trần. Do hiện tại hưởng các dục trần này nên phú quý tự tại, bao gồm tất quả, loài người và trời tứ đại vương chúng cho đến trời trí túc, đây gọi là dục sanh thứ nhất. Hoặc có chúng sanh biến hóa ra dục trần, do biến hóa ra các dục trần đây mà phú quý tự tại, đó là trời hóa lạc. Chư thiên của các trời này tự mình hóa làm các dục trần, chẳng phải do người khác hóa, tự mình biến hóa làm các dục trần mà được phú quý tự tại, đây gọi là dục sanh thứ hai. Hoặc có chúng sanh do người khác hóa ra các dục trần, do đây được phú quý tự tại, đó là trời tha hóa tự tại. Chư thiên ở cõi này vì nhân duyên của mình mà năng biến hóa, cũng vì nhân duyên người khác mà năng biến hóa. Cho nên đối với việc tự hóa hiện ra dục trần chẳng gì là lạ. Vì lấy dục trần biến hóa của người khác mà được phú quý tự tại, nên nói cõi trời đây là tha hóa tự tại. Chư thiên của cõi trời này chẳng phải chỉ thọ dụng dục trần do người khác hóa ra, mà cũng thọ dụng dục trần do mình tự hóa. Đây gọi là dục sanh thứ ba, lại có ba chủng lạc sanh. Và có chúng sanh dụng ly sanh hỷ lạc, huân ướp nơi thân như chư thiên ở sơ tịnh lự địa, đây gọi là lạc sanh thứ nhất. Hoặc có chúng sanh dụng định sanh hỷ lạc, huân ướp nơi thân nơi chư thiên ở đệ nhị tịnh lự địa, đây gọi là lạc sanh thứ hai. Hoặc có chúng sanh dụng ly hỷ diệu lạc, huân ướp nơi thân như chư thiên ở đệ tam tịnh lự địa, đây gọi là lạc sanh thứ ba. Hỏi: cớ sao kiến lập ba chủng dục sanh và ba chủng lạc sanh? Đáp: do ba chủng cầu. 1. Cầu dục. 2. Cầu hữu. 3. Cầu phạm hạnh. Nếu các sa môn hoặc bà la môn rơi trong cầu dục thì tất cả đều thuộc ba chủng dục sanh, chẳng có gì hơn. Nếu các sa môn hoặc bà la môn rơi trong cầu hữu, phần lớn là cầu lạc, vì tham lạc vậy thì tất cả đều thuộc ba chủng lạc sanh. Do các thế gian là sanh xứ hư tịch tĩnh, bất khổ bất lạc, nên sự phát khởi truy cầu rất vi tế nhỏ nhiệm, từ đây trở lên không kiến lập là sanh. Nếu sa môn hoặc bà la môn ở trong cầu phạm hạnh thì tất cả đều là cầu cảnh giới vô lậu. Hoặc lại có loại người rơi trong cầu tạ hạnh, khởi tà phân biệt cho là giải thoát, đó là cầu bất động của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, nên biết đây là cầu phạm hạnh hữu thượng, cầu phạm hạnh vô thượng, là cầu cảnh giới vô lậu. 7. Tự thể kiến lập giới. Đó là chúng sanh trong ba cõi do bảy chủng có được tự thể sai khác, hoặc có được tự thể do tự hại, không do người hại, đó là hữu tình của cõi trời dục giới, gọi là du hí vọng niệm. Các chư thiên kia đắm trước chủng chủng vui chơi khoái lạc, hằng thường chìm đắm tương tục lâu trong ấy. Do chìm đắm lâu nên quên mất nhớ nghĩ, do quên mất nhớ nghĩ nên từ cõi trời kia mà chết. Và có cõi trời gọi là ý phần, các chư thiên kia có lúc đắm mắt nhìn nhau, do đây ý phần chuyển tăng thêm, ý phần tăng thêm nên từ cõi trời đây mà chết. Hoặc có được tự thể do người khác hại, không tự hại, đó là chúng sanh ở các giai đoạn Yết La Lam, Át Bộ Đàm, Bế Thi, Kiện Nam và ở trong thai mẹ. Hoặc có được tự thể cũng do tự hại, cũng do người hại, đó là các chúng sanh kia ở thời kỳ đã sanh ra, các căn đầy đủ, các căn thành thục. Hoặc có được tự thể chẳng phải tự hại, chẳng phải người hại, đó là hết thảy loại như chư thiên ở sắc giới và ở vô sắc giới. Tất cả địa ngục, quỷ, tưởng như địa ngục, sứ giả Như Lai, bậc trụ ở tối hậu thân, bậc ở tử định, bậc ở diệt định, bậc ở vô chánh định, bồ đặc giả na ở xứ trung hữu. 8. Nhân duyên, quả kiến lập giới. Được có 4 chủng: A. Do tướng. B. Do chỗ nương. C. Do sai khác. D. Do kiến lập. A. Do tướng, đó là nếu do đây làm dẫn đầu, đây làm kiến lập, đây hòa hợp, nên pháp kia hoặc sanh hoặc được, hoặc thành hoặc trọn vẹn hoặc tác dụng, nên nói đây là nhân của kia. Hỏi: lấy gì làm dẫn đầu, gì làm kiến lập, gì hòa hợp nên pháp sanh?
Đáp lấy hy tự chủng tử làm dẫn đầu, trừ chủng tử y, còn lại hoặc nương hữu sắc, hoặc nương vô sắc và nghiệp làm kiến lập, trợ bạn và sở duyên làm hòa hợp, tùy chỗ thích hợp hoặc hệ thuộc dục, hệ thuộc sắc, hệ thuộc vô sắc và không hệ thuộc dục, không hệ thuộc sắc, không hệ thuộc vô sắc mà các pháp được sanh. Hỏi, lấy gì làm dẫn đầu, gì làm kiến lập, gì hòa hợp nên pháp được? Đáp, chủng tánh thành phần độc giác Như Lai làm dẫn đầu, phần nội lực làm kiến lập, phần ngoại lực làm hòa hợp, địa ràng buộc của phiền não chứng đắc niết bàn, phần nội lực là phần thiện pháp bên trong như thiểu dục tri túc, như lý tác ý, các pháp như được thân người, sanh chỗ có bậc thánh, các căn không khuyết, sự nghiệp không bị chướng ngại, đối với các thiện sanh sâu tịnh tín, tất cả như vậy cũng gọi là nội lực. Phần ngoại lực là chư Phật hiện hữu nơi đời, tuyên thuyết diệu pháp, giáo hóa vẫn còn, giáo pháp vẫn còn tồn tại, người trụ chánh pháp tùy thuận mà chuyển, người đầy đủ bi tín lấy làm thí chủ. Hết thảy pháp như vậy gọi là phần ngoại lực. Hỏi, lấy gì làm dẫn đầu, gì làm kiến lập, gì hòa hợp nên pháp thành? Đáp, sở tri thắng giải, yêu thích làm dẫn đầu, tông nhân thí dụ làm kiến lập, không trái nhau, khéo biện luận phản bác, làm hòa hợp cho nên nghĩa được lập thành. Hỏi, lấy gì làm dẫn đầu, gì làm kiến lập, gì hòa hợp nên pháp trọn vẹn? Đáp, trí công xảo làm dẫn đầu, thuận theo sự cần cù làm kiến lập, các công cụ trong nghề nghiệp công xảo, làm hòa hợp, nghề nghiệp công xảo được trọn vẹn. Lại nữa, ái làm dẫn đầu, nương trụ ăn làm kiến lập, bốn thực làm hòa hợp nên hữu tình thọ sanh được an trụ sung mãn trọn vẹn. Hỏi, lấy gì làm dẫn đầu, gì làm kiến lập, gì hòa hợp nên pháp tác dụng? Đáp, tự trùng tử làm dẫn đầu, sanh đây làm kiến lập, duyên sanh đây làm hòa hợp. Tác dụng của các pháp, mỗi pháp có nghiệp riêng có thể biết. Những gì gọi là tác dụng riêng của nghiệp, như mắt lấy thấy làm nghiệp, cũng vậy các căn khác, mỗi căn tự tác dụng nghiệp riêng. Này, đất có tác dụng giữ gìn, nước có tác dụng rửa, lửa có tác dụng thiêu đốt, gió có tác dụng làm khô ráo. Hết thảy loại như vậy gọi là nghiệp riêng bên ngoài sai khác. B. Do chỗ nương có 15 chủng: 1. Lời nói, 2. Lãnh thọ, 3. Tập khí, 4. Chủng tử được tươi nhuần, 5. Diệt không gián đoạn, 6. Cảnh giới, 7. Căn, 8. Tác dụng, 9. Sĩ dụng, 10. Thấy trần thật, 11. Tùy thuận, 12. Công năng sai biệt, 13. Hòa hợp, 14. Chướng ngại, 15. Không chướng ngại. C. Do sai khác, bao gồm 10 nhân, 4 duyên và 5 quả. 10 nhân: 1. Nhân tùy thuyết, 2. Nhân quán đãi, 3. Nhân dẫn dắt, 4. Nhân sanh khởi, 5. Nhân nhiếp thọ, 6. Nhân dẫn phát, 7. Nhân quyết định khác, 8. Nhân đồng sự, 9. Nhân trái nhau, 10. Nhân không trái nhau. 4. Duyên: 1. Nhân duyên, 2. Đẳng vô gián duyên, 3. Sở duyên duyên, 4. Tăng thượng duyên. 5. Quả: 1. Quả dị thục, 2. Quả đẳng lưu, 3. Quả lìa hệ thuộc, 4. Quả sĩ dụng, 5. Quả tăng thượng. D. Do kiến lập. 10. Nhân: nhân chỗ nương là lời nói, nên kiến lập nhân tùy thuyết. Vì cớ sao? Vì ở nơi pháp hệ thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và ở nơi pháp không hệ thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thi thiết kiến lập làm dẫn đầu cho nên tường truyền, tường làm dẫn đầu nên lời nói truyền, lời nói truyền nên tùy thấy nghe hay biết mà phát khởi tất cả lời nói. Đó là do chỗ nương là lời nói đây mà kiến lập nhân tùy thuyết. Nhân chỗ nương là lãnh thọ nên kiến lập nhân quán đãi. Vì cớ sao? Do các hữu tình có kẻ muốn cầu lạc hệ thuộc dục giới, kìa quan sát đối đãi đây, đối với đầy đủ các dục, hoặc là cầu được, hoặc là tích tập, hoặc là thọ dụng. Các kẻ muốn cầu lạc hệ thuộc sắc giới và hệ thuộc vô sắc giới, kìa quan sát đối đãi đây, ở nơi các duyên kia, hoặc là cầu được, hoặc là thọ dụng. Các kẻ muốn cầu lạc không hệ thuộc dục giới, kìa quan sát đối đãi đây, ở nơi các duyên kia, hoặc là cầu được, hoặc là thọ dụng. Các kẻ không muốn khổ, kìa quan sát đối đãi đây, ở nơi duyên sanh kia, ở nơi duyên đoạn kia, hoặc là xa lìa, hoặc là cầu được, hoặc là thọ dụng. Đó là do chỗ nương lãnh thọ đây mà kiến lập nhân quán đãi. Nhân chỗ nương là tập khí nên kiến lập nhân dẫn dắt. Vì cớ sao? Do huân tập các hành nghiệp tịnh bất tịnh trong ba cõi hướng đến ái không ái mà dẫn dắt tự thể ái không ái. Lại tức do lực đầy tăng thượng nên vật bên ngoài có thạnh có suy. Đó là do chỗ nương tập khí các hành nghiệp tịnh bất tịnh đây mà kiến lập nhân dẫn dắt. Nhân chỗ nương là chủng tử nên kiến lập nhân sanh khởi. Vì cớ sao? Do các pháp hệ thuộc dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mỗi mỗi từ tự chủng tử được sanh. Ái gọi là tác nhân khiến tư nhuận, chủng tử là chỗ được tư nhuận.
Do các chủng tử được tư nhuần này nên trước mỗi mũi dẫn dắt tự thể riêng biệt sanh khởi. Như kinh nói, nghiệp là nhân chiêu cảm sanh, ái là nhân sanh khởi. Đó là do chỗ nương chủng tử được tư nhuần đây mà kiến lập nhân sanh khởi. Nhân chỗ nương là diệt không gián đoạn, và nhân chỗ nương là cảnh giới, căn tác dụng, sĩ dụng, thế ý chân thật mà kiến lập nhân nhiếp thọ. Vì cớ sao? Do các pháp hệ thuộc dục giới là diệt không gián đoạn nhiếp thọ, cảnh giới nhiếp thọ, căn nhiếp thọ, tác dụng nhiếp thọ, sĩ dụng nhiếp thọ, nên các hành được chuyển. Như các pháp hệ thuộc dục giới thì các pháp hệ thuộc sắc giới, vô sắc giới cũng vậy. Nếu do thấy chân thật nhiếp thọ thì các pháp không hệ thuộc chuyển. Đó là do chỗ nương là diệt không gián đoạn, cảnh giới, căn tác dụng, sĩ dụng, thấy chân thật đây mà kiến lập nhân nhiếp thọ. Nhân chỗ nương là tùy thuận nên kiến lập nhân dẫn pháp. Vì cớ sao? Về các pháp thiện hệ thuộc dục giới dẫn pháp, các pháp thiện hơn hệ thuộc dục giới. Như vậy pháp thiện hệ thuộc dục giới đang dẫn pháp thiện hệ thuộc và không hệ thuộc sắc giới, vô sắc giới. Như pháp thiện hệ thuộc dục giới thì pháp thiện hệ thuộc sắc giới đang dẫn các pháp thiện hơn hệ thuộc sắc giới, và pháp thiện hệ thuộc vô sắc giới, pháp thiện không hệ thuộc cũng vậy. Như pháp thiện hệ thuộc sắc giới thì pháp thiện hệ thuộc vô sắc giới đang dẫn các pháp thiện hơn hệ thuộc vô sắc giới, và pháp thiện không hệ thuộc cũng vậy. Như pháp thiện hệ thuộc vô sắc giới thì pháp thiện không hệ thuộc năng dẫn các pháp thiện hơn không hệ thuộc và năng dẫn phát tác chứng vô vi. Lại pháp bất thiện năng dẫn các pháp bất thiện hơn khác, đó là dục tham năng dẫn sân si mạn kiến nghi, thần hành ác, ngữ hành ác, ý hành ác. Như dục tham thì sân si mạn kiến nghi tùy theo chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Như vậy pháp vô ký năng dẫn pháp thiện bất thiện vô ký, như trùng tử ác lại ra thức thiện bất thiện vô ký. Lại pháp vô ký năng dẫn pháp vô ký hơn, như đoạn thực năng dẫn hữu tình thọ sanh khiến trụ, khiến an ổn, sức lực tăng trưởng. Như vậy do chỗ nương là tùy thuận đây mà kiến lập nhân dẫn pháp. Nhân chỗ nương là công năng sai khác nên kiến lập nhân quyết định khác. Sở dĩ vì sao? Do tự tánh công năng của các pháp hệ thuộc dục giới có sự sai khác nên năng sanh trùng trùng tự tánh công năng. Như pháp hệ thuộc dục giới thì pháp hệ thuộc và pháp không hệ thuộc sắc, vô sắc giới cũng vậy. Đó là do chỗ nương là công năng sai khác đây mà kiến lập nhân quyết định khác. Nhân chỗ nương là hòa hợp nên kiến lập nhân đồng sự. Vì cớ sao? Vì còn yếu do sự thành tựu của tự sanh hòa hợp nên pháp hệ thuộc dục giới sanh. Như vậy cho đến pháp hệ thuộc và pháp không hệ thuộc sắc giới, vô sắc giới cũng thế. Như hòa hợp sanh thì hòa hợp được thành tựu trọn vẹn, tác dụng cũng vậy. Đó là do chỗ nương là hòa hợp đây mà kiến lập nhân đồng sự.